Thường khi người ta nhắc tới món rong biển đen thì mọi người nghĩ ngay đến món canh rong biển trứng. Với nguyên liệu, rong biển rất khó nhai và không có mùi thơm. Nhưng sản phẩm rong biển đen được nuôi trồng tại Bành Hồ do môi trường thuận lợi, vì thế rong biển Bành Hồ rất thơm, sợi rong biển mềm mại dễ ăn. Rong biển đen được thu hoạch 2 tháng một lần, giá trị sản lượng vượt trên 10 triệu đài tệ. Sau khi thu hoạch phải trải qua công đoạn rửa sạch bằng tay. Vì thế doanh nghiệp địa phương nói đùa rằng Bành Hồ là địa phương duy nhất toàn Đài Loan có ngành nghề rửa tiền đen hợp pháp. Món canh cá thu nóng hổi rắc lên trên để cho biển Bành Hồ, vừa là nguyên liệu điểm xuyết đẹp mắt mà khẩu vị của loại rong biển này cực kỳ hấp dẫn. Rong biển Bành Hồ có khẩu vị ngon như thế là bởi vì sự ưu ái của thiên nhiên. Với điều kiện gió mùa đông bắc rất tốt và môi trường nước biển sạch tinh khiết, cho nên rong biển nuôi trồng ở Bành Hồ xốp mềm, mang vị thơm mặn mà khó quên. Doanh nghiệp nuôi trồng rong biển Bành Hồ, ông Dương Liên Xuân chia sẻ, vì sự cách biệt nhiệt độ ở đây rất lớn, rong biển Bành Hồ có khẩu vị xôm xốp, nhưng khi nhai thì lại rất mềm. Diện tích nuôi trồng rong biển ở Bành Hồ đứng đầu toàn Đài Loan, mỗi năm vào tháng 12 cho đến tháng 1 là vào mùa thu hoạch, đạt giá trị sản lượng vượt trên 10 triệu đài tệ. Nhân viên Cục Ngư nghiệp huyện Bành Hồ, ông Trần Thế Tân nói, mỗi một lá rong biển đều được chính tay ngư dân hái, rất ngon, có thể nói đây là